Thưa quý vị, thời gian qua, một số tin đồn thất thiệt về việc Việt Nam chuẩn bị đổi tiền xuất hiện trên mạng Internet đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia. Thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng Bộ Công an cho biết đã đấu tranh làm rõ đối tượng bịa đặt thông tin trên. Liên quan đến tin đồn thất thiệt về việc Việt Nam chuẩn bị đổi tiền, từ cuối tháng 10 năm 2016, trên không gian mạng xuất hiện một số bình luận xuyên tạc chủ trương chính sách kinh tế của nhà nước. Từ đó bịa đặt thông tin Việt Nam chuẩn bị đổi tiền, dàn dựng hình ảnh mẫu tiền mới, bịa đặt rằng những mẫu tiền này đã được in và chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Từ đó kêu gọi người dân rút hết tiền khỏi ngân hàng để mua vàng, ngoại tệ, kèm theo các bình luận phỉ báng chính quyền và kích động chống phá. Trong đó, fanpage Việt Bầu với gần 70.000 lượt like liên tục đăng tải các thông tin bịa đặt liên quan đến việc Việt Nam đổi tiền. Do có lượng theo dõi lớn nên thông tin bịa đặt mà trang này đăng tải lan truyền rất nhanh trên không gian mạng, góp phần hình thành và lan truyền tin đồn thất thiệt. Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng Bộ Công an cho biết, trang Facebook Việt Bầu gồm 3 đối tượng quản trị. Một trong số này là Nguyễn Xuân Long, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1982, trú tại tổ 24, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày 14 tháng 12 năm 2016, tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Long khai, trang Facebook Việt Bầu do đối tượng nữ ở Mỹ có tên Nguyễn Hằng tạo lập và quản trị từ năm 2015. Tháng 9 năm 2016, Nguyễn Xuân Long được Nguyễn Hằng mời tham gia ban quản trị với vai trò quản trị viên để đăng tải và duyệt bài. Nguyễn Xuân Long sử dụng Facebook Phong Tuấn với bi danh Mr. Duck để đăng tải các bài viết trên trang Việt Bầu, trung bình mỗi ngày 10 bài, do tự viết hoặc đăng lại từ các trang mạng phản động khác và từ các trang mạng chính thống, nhưng kèm theo đó là các bình luận xuyên tạc do Nguyễn Xuân Long bịa đặt thông tin và đăng tải lên trang Việt Bầu với mục đích tạo sự rối loạn, bất ổn về kinh tế, từ đó gây bất ổn về chính trị để thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Nguyễn Xuân Long thừa nhận hành vi trên là vi phạm pháp luật. Quá trình trao đổi thông tin trên mạng, tháng 9 2016, tôi được một người nữ ở Mỹ tên Nguyễn Hằng mời làm biên tập viên cho Facebook Việt Bầu. Ngày 30 tháng 11 năm 2016, tôi cập nhật thông tin từ nhiều nguồn, kể cả báo, nhà nước và trang mạng lề trái chưa kiểm chứng để viết bài tin đồn như sau: Việt Nam có thể sẽ có đổi tiền và một số bài viết khác có nội dung xấu về chính trị. Sau bài này đã có hàng ngàn lượt like, chia sẻ và bình luận, hậu quả gây ra rất nghiêm trọng, làm người dân ồ ạt rút tiền khỏi các ngân hàng để mua vàng và đô la dự trữ, ảnh hưởng đến sự điều hành của chính phủ. Kết quả điều tra của Bộ Công an đã cho thấy rõ bản chất bịa đặt và dụng ý xấu của những đối tượng tham gia lan truyền thông tin thất thiệt. Các cơ quan chức năng của Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan đến trang Facebook Việt Bầu, cũng như các đối tượng khác tham gia bịa đặt, xuyên tạc, phát tán thông tin thất thiệt để xử lý theo quy định của... Thưa quý vị, liên quan đến thông tin bịa đặt đổi tiền gây hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua, ngày hôm nay Bộ Công an cho biết là đã phát hiện và làm rõ 2 đối tượng, một ở Đồng Nai, một ở Lâm Đồng. Bước đầu thì các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho ngành công an và một số đơn vị chức năng tìm ra thủ phạm phao tin đồn nhảm, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh tế vĩ mô của nước ta. Và chúng tôi sẽ thông tin cụ thể hơn trong các bản tin tiếp theo.